Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng tổ chức lớp bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở khóa 2 2023 dành cho Đảng ủy Công an thành phố và Đảng ủy Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đà Nẵng. Những nội dung bồi dưỡng lần này được cập nhật theo các văn bản chỉ đạo mới của Trung ương như quy định 58 của Bộ Chính trị và hướng dẫn số 01 của Ban Tổ chức Trung ương một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ của đảng, quy định 69 của Ban Chấp hành Trung ương về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên, quy định số 96 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị, quy định số 85 và chỉ thị số 31 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên trong việc sử dụng Internet, tham gia mạng xã hội cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Thông qua tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.